tôi gặp thầy cô và các bạn sau đây em xin báo cáo kết quả hoạt động của tổ em trong tuần vừa qua như sau: những việc làm được, về nền ép đi học đầy đủ giờ, thực hiện tốt đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, vệ sinh sạch sẽ, về học tập chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp, tích cực phát biểu xây dựng bài như bạn Thành, Hoa, các bạn trong đội giúp đỡ bạn Tú, Huệ trong học tập và tiến bộ rõ. Hoạt động về hoạt động khác, đọc sách theo lịch đầy đủ, những việc chưa làm được bạn nhận câu nói chuyện riêng trong giờ học. Trên đây là phần chia sẻ hoạt động trong tổ mình. Trong tổ mình đề nghị các bạn cho một tràng vỗ tay. Cảm ơn bạn rất nhiều. Mình xin báo cáo về hoạt động trong tuần vừa qua. Trong tuần vừa qua, những việc làm được, về đề nếp, đi học đầy đủ chuyên cần, bài bản trong nghỉ học có xin phép, thực hiện tổ tư cách của người đổi viên, vệ sinh sạch sẽ, được nhận các bước đã đúng với quy định, về học tập tích cực tham gia xây dựng bài, hợp tác nhóm tốt, các hoạt động khác tham gia tập đồng diễn cùng vui khỏe mình mỗi ngày tốt. Những việc chưa làm được, bạn biết đâu còn đi học còn muộn. Mình hy vọng tuần sau sẽ không còn hiện tượng này. Mình xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Sau đây mời các bạn lắng nghe phần chia sẻ của tổ trưởng tổ ba. Em xin báo cáo hoạt động của tổ em tuần vừa qua như sau: những việc đã làm được, về nền nếp, đi học đúng giờ, sinh hoạt đầu giờ nghiêm túc, thực hiện tốt an toàn giao thông, về học tập chuẩn bị đầy đủ đồ dùng trước khi đến lớp, chuẩn bị bài ở nhà chú đạo, phát biểu ý kiến tích cực như bạn Bảo Châu, cả hoạt động khác chăm sóc phôn hoa của lớp tích cực. Những việc chưa làm được, một số bạn chưa tích cực xây dựng bài. Mình rất mong tuần tới chúng ta cùng nhau thi đua đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa. Mình xin hết. Như vậy các bạn đã lắng nghe phần chia sẻ của bạn tổ. Mời các bạn cho ý kiến bổ sung. Mình mời bạn Hà Vi. Được hết, mình đồng ý với phần chia sẻ của bạn. Mình bổ sung thêm ý kiến. Qua theo dõi mình thấy bạn nên có nhiều nỗ lực trong học tập, tham gia hoạt động sôi nổi, đề nghị lập tuyên dương bạn. Còn ngay có gì khác nữa không? Mình mời bạn Khoa. Bạn Vi có hai lần với khăn còn đỏ làm ảnh hưởng đến thi đua của lớp. Mình đề nghị bạn hãy khắc phục cái này. Mình cảm ơn bạn. Mình cũng nhất trí về ý kiến của hai bạn. Cả lớp có nhất trí không? Nhất trí. Sau đây mình sẽ tổng hợp một số việc làm được và chưa làm được của lớp mình trong tuần vừa qua. Những việc làm được, các bạn thực hiện tốt nền nếp của trường được đề ra, chuẩn bị bài, học bài đầy đủ, trong lớp tích cực phát biểu, xây dựng bài. Những việc chưa làm được, còn hiện tượng nói chuyện riêng, đi học muộn. Những bạn được đề nghị khen thưởng Khoa, Đan, Nam. Thưa cô, chủ em đã thực hiện xong phần tại hiện và chia sẻ. Xin mời ý kiến của cô. Như vậy, qua theo dõi hoạt động của lớp mình trong tuần vừa qua, cô cũng nhất trí với phần chia sẻ của các em, ghi nhận những việc mà các em đã làm rất tốt, như chấp hành khảo của quy quy của trường của lớp, rồi tích cực giúp đỡ bạn để cùng nhau tiến bộ trong học tập, và tham gia các hoạt động tập thể rất là sôi nổi. Và cô cũng tuyên dương các tổ đã có những ghi chép cụ thể rõ ràng các hoạt động để từ đó đưa ra một báo cáo là chính xác vào cuối tuần. Và kết hợp với theo dõi trên phần mềm class, cô cũng đồng ý với phần tuyên dương của lớp, đó là ba bạn Đan, Nam và Khoa đã giành được điểm số cao nhất trong tuần vừa qua. Và bên cạnh đó, cô cũng đồng ý với việc đó là khen bạn Nhân đã có những nỗ lực rất tốt trong học tập. Và bây giờ cô mời các bạn được lên bục giảng để nhận quà thi đua của lớp. Cô mời các bạn. Còn một số tồn tại nhỏ như các bạn đã nêu cũng hy vọng tuần sau em sẽ
để kiểm tra giữa kỳ. Thứ ba đó là tham gia sân chơi đồng nghiệp cùng làm việc tốt. Thứ tư đó là tham gia cuộc thi là đi Olympic toán kiểm điểm cấp huyện. Như vậy từ những việc các em chưa làm được, bây giờ các em hãy đề ra kế hoạch biện pháp để khắc phục và dựa vào kế hoạch của liên đội của nhà trường. Bây giờ các em hãy thảo luận trong tổ để đưa ra kế hoạch phần tới cho tổ của mình. Và trong quá cảm xúc của em, cảm xúc của em.
Thank you.
nhớ chị thứ nhất đó là thể hiện được nội dung đưa ra cách xử lý ra được bài học. Tiếp xử thứ hai đó là cả hai điểm xuất có điều hồ cử chỉ phù hợp với nhân vật. Thứ ba là trang phục phù đạo nào cũng phù hợp. Và thứ ba mình làm từ tinh thần đạo thì tốt là như vậy. Mỗi tình huống sẽ có 3 tiêu chí và mỗi tiêu chí sẽ có 3 mức độ. Mức độ tốt nó thể hiện tương ứng với ngôi sao màu đỏ, mức độ đạt nó sẽ tương ứng với ngôi sao màu vàng và chưa đạt nó sẽ tương ứng với ngôi sao màu xanh. Các bạn đã hiểu rõ thông tin kỳ trước? Dạ rồi. Thế giờ cô sẽ cho được mình thời gian chuẩn bị trong vòng 3 phút. Đi cả được chưa?
bạn trong vai Tiến, học sinh lớp 1. Mình là Bảo Châu trong vai Hà Vi. Em là của Tiến, học sinh lớp 2. Mình là Cảnh vai học sinh bạn của Hà Vi. Còn mình là Minh Châu trong vai bạn của Hà Vi. Tiết mục của chúng em sẽ được bắt đầu. Tất cả tích cực và qua phần đánh giá của các bạn, của tất cả các bạn.
Mày, em thấy cái xử lý các tình huống đó như thế nào? Không ai bạn nào ạ? Cái xử lý tình huống của các bạn đó như thế nào? Không ai em ạ? Cô, cách xử lý của bác tình huống đấy rất hợp lý. À, rất hợp lý mà. Thể hiện được nội dung tình huống đó là gắn kết với người thân trong gia đình. Mày, em thích tình huống nào nhất? Cái xử lý nào? Không ai hiểu nào? Cô, em